chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái channel của mình nhé. Hôm nay gia đình nhà mình sẽ thay đổi không khí một chút xíu nhé cả nhà ơi. Hôm nay gia đình nhà mình sẽ không có ăn ở ngoài quán vỉa hè nữa, mà sẽ đi vào như là trong cái mall đó cả nhà. Đây là mall Aeon nhé cả nhà ơi. Và hiện tại thì gia đình nhà mình đang chờ đông đủ mọi người. Thì trong lúc đang chờ mọi người thì mình và các con sẽ đi vòng vòng một vòng để xem trong Aeon có những cái gì nhá. Ở cái khu của mình đang đi đó thì là ở cái khu về ăn uống các bạn ạ. Nên là có rất là nhiều cửa hàng ăn. Trong Aeon thì có rất là nhiều tầng. Mình cũng không nhớ rõ lắm, hình như là 3-4 tầng gì đó. Thì tầng 1 sẽ là chuyên về chợ, giống như chợ đồ ăn á cả nhà. Mình cũng đã quay là rất là nhiều, nhưng mà giống như ở những cái video trước đó mình đã nói với các bạn là mình đã bị mất rất là nhiều video. Mình quay rất là nhiều, nhưng mà bây giờ hiện tại mình có những cái gì thì mình sẽ để lên thôi cả nhà ơi. Mình cũng có quay từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 cho cả nhà xem đó. Nhưng mà rất tiếc là những cái clip đó mình không còn nữa rồi, nên là mình không chia sẻ được với các bạn. Mình rất là tiếc. Còn hiện tại thì gia đình nhà mình đang chuẩn bị đi ăn đó cả nhà ơi. Và ok, bây giờ mọi người đã đông đủ rồi nhé cả nhà nhé. Thì gia đình nhà mình hôm nay sẽ đi ăn buffet cả nhà. All you can eat đó cả nhà ơi. Có lẩu nướng này, có lẩu này và nướng và đồ nướng đó cả nhà. Rồi mời cả nhà đi cùng với mình vào nhà hàng buffet này để khám phá nhé. Let's go. Rồi bây giờ đây là khu đồ nướng đấy cả nhà ơi. Có các loại hải sản như là hàu này, rồi là hàu phô mai, hàu nướng mỡ hành. Và các loại thịt như là thịt bò, thịt ba chỉ. Rồi là có cả sushi nữa nha cả nhà nhé. Đó, có tất cả các loại. Nếu như các bạn thích ăn, bây giờ là sang khu đồ nước này. Đó, mình cứ đi chợ đi các bạn ơi. Sau đó là mình sẽ về cái bàn của mình và tha hồ ngồi thưởng thức đồ nướng và lẩu nhé cả nhà nhé. Và tiến lên đây một chút xíu thì đây là đồ tráng miệng cả nhà. Sau khi ăn xong thì các bạn có thể ăn các loại tráng miệng. Rồi bây giờ mình đi lướt một vòng thì các bạn đã lựa chọn được cho mình tất cả những cái món gì chưa? Hôm nay á, mình chính thức là mình đi chạy show để ăn đó cả nhà ơi. Người ta thì chạy show hát, còn mình thì đi chạy show ăn nhé cả nhà nhé. Rồi bây giờ gia đình nhà mình đã có bàn rồi cả nhà ơi. Và tập trung được hai bàn nhé cả nhà nhé. Sau đó bây giờ là cả gia đình nhà mình sẽ đi lấy đồ cả nhà ơi. Đó, bây giờ trong bàn của gia đình nhà mình không còn ai nữa rồi. Bây giờ mọi người tất cả ùa đi lấy đồ rồi cả nhà. Không gian của quán thì rất là thoáng đãng cả nhà ơi, cũng rất là rộng rãi. Mình nhớ không nhầm thì là giá là có 400.000 cho một suất mỗi người đấy cả nhà ơi. Và các bạn ăn thoải mái nhé cả nhà nhé. Ăn cho khi nào mà no thì thôi cả nhà. Nhưng mà là vì mình có một buổi hẹn kế tiếp nên là mình ăn sẽ cầm chừng thôi cả nhà. Còn đây là các cháu mình và mọi người lấy đồ thì mình đi nhòm nhòm theo thôi cả nhà nhé. Còn mình thì là mình thích món gì cả nhà có biết không? Mình thích món súp và món gì nữa cả nhà, cả nhà biết là mình thích món gì nhất trong cái sạp của ngày hôm nay. Mình vừa rồi mình lia một vòng cho các bạn nhìn á. Các bạn thử đoán chơi cho vui thôi cả nhà nhá, rồi comment ở dưới cho mình nhá, sau đó các bạn lại xem tiếp cho mình nhá. Nếu như bạn nào mà đã xem những cái video clip của mình mà về ăn uống của mình từng cái video một á, thì chắc chắn là các bạn sẽ đoán được là cái mình thích trong ngày hôm nay là món gì rồi đấy. Đây là con gái mình đây này, chúng đang lấy đồ nướng nhé cả nhà nhá. Rồi đi sang bên này là quầy sashimi, đồ ăn lạnh đấy cả nhà. Đó, có giống như là bánh phở cuốn thế hay sao này. Đó, đây là bánh phở cuốn đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ lia tiếp nhá. Rồi có salad này, có tất cả các loại gỏi á. Cũng nhìn cũng yummy lắm cả nhà ơi. Ở dưới là có những cái khay đĩa để mình lấy đồ đó cả nhà. Rồi bên này cũng vẫn là đồ gỏi thôi cả nhà ơi. Và đây là những cái nước sốt mà mình thích lấy những cái gì thì mình lấy nhá. Khoai tây chiên này,
rồi bánh mì này, bánh rán kia, có cả pizza đó, rất là phong phú cả nhà ơi. Có cả hot dog kìa, mì xào này, cánh gà chiên này, cơm chiên này đó. Rồi rồi rồi, các bạn nhìn thấy chưa, có ốc nè, ốc bươu đó cả nhà. Mình đây là ốc bươu hay ốc mít ấy nhở? Chắc là ốc mít. Rồi bây giờ tới bên này là đồ lẩu đó. Kỵ có nấm kim chi này, có bánh đa hủ tiếu màu, bánh đa cua đó, bánh đa màu nâu nâu đó cả nhà. Rồi bánh đa màu trắng nè, hủ tiếu đó, hủ tiếu màu nâu, hủ tiếu màu trắng. Rồi có cả các loại mì, có cả mì Ý nữa kìa cả nhà ơi. Rồi gia đình nhà mình cũng hòm hòm lấy được xong các loại món mà mọi người, cả nhà yêu thích rồi nhá. Bây giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình nhà mình nhá. Chuẩn lẩu nướng không khói nhá cả nhà ơi, không có một chút khói nào cả nhá. Trời ơi, tha hồ mà ngồi nói chuyện, ăn uống, cười đùa, rất là vui cả nhà. Mấy khi gia đình nhà mình mới được sum họp nên là mình sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc này nhé cả nhà nhé. Rồi bây giờ thì sắp sửa tới lượt mình ăn rồi đây cả nhà ơi. Mình ngồi đi lê một vòng rồi đấy. Bây giờ mình chuẩn bị ngồi ăn nhé cả nhà nhé. Và đây này, đó, đấy, chuẩn không khói chứ cả nhà. Đó. Rồi bây giờ đây là bát súp của mình đây cả nhà ơi. Đó, có hạt bắp nè, hạt ngô đó cả nhà. Rồi bây giờ thì mọi người đang chờ đồ nướng chín rồi, mình thì khều ốc và mình ăn hết 3 đĩa ốc đó nhá cả nhà nhá. Ốc là mình thích nhất đó cả nhà. Mặc dù là ở bên Mỹ cũng có rất là nhiều ốc nhưng mà mình thích nhất là ốc mít, nên là về Việt Nam là mình chỉ thích ăn ốc thôi. Tại vì ở bên Mỹ không có ốc bươu, mà có ốc bươu thì chỉ là ốc bươu đóng đá, họ đã khều sẵn rồi và họ đóng đá đó. Nên là bây giờ là mình mà về Việt Nam là mình chỉ thích khoái ăn ốc mít đó, ốc tươi đó cả nhà. Là mình khoái lắm. Đó. Mình ăn hết 3 đĩa đó cả nhà ơi. Giống như những cái video mà mình đã chia sẻ với các bạn rồi đó, là mình đi ăn thường thường là lúc nào cũng có món ốc đó. Đó, khoái khoái cười lắm, cười tươi lắm cả nhà. Đó là mình tí nữa mình còn cầm bụng để mình đi ăn nữa đấy cả nhà. Ok, đây là mực nướng này cả nhà này. Đó, có các loại đồ hải sản cũng tươi ngon lắm. Rồi đó, mình đây là đĩa thứ 3 của mình đó. Rồi, gia đình nhà mình đã xong ở cái quán này rồi cả nhà ơi. Và chia tay quán này thì hai vợ chồng mình sẽ đi đánh quả lẻ nữa nhé cả nhà nhá. Rồi bây giờ mời cả nhà đi theo chân mình để xem món kế tiếp là mình thưởng thức món gì nhá. Let's go! Cả nhà đang ngồi bàn tán lẩu dê, lẩu gì vẫn chưa xong. Quay anh chụp đấy. Đang quay. Con bác này là bác trưởng nhóm này. Hoàng Huy à, ăn cuốc ở đây. Rồi Hoàng Huy ra đi sang đấy. Cuốn chả rõ. Anh cuốn chả rõ. Cô bác nói lại em vào. Đừng có nhặt cái xương thẩu à nhá. Bác mình thích ăn xôi gà đấy là ăn xôi gà. Ok xôi gà. Gà này ăn bẹn gà nữa. Ok bác mình. Ăn nách gà. Rồi ăn bẹn gà đấy. Rồi thể theo nguyện vọng của bác mình thì bây giờ gia đình nhà mình sẽ đi ăn món gà nhé cả nhà nhé. Và bây giờ theo chân gia đình nhà mình đi ăn món gà nhé cả nhà ơi. Let's go. Bây giờ mời cả nhà đi ngắm phố phường cùng với mình chút xíu nha.
Rồi các anh chị của mình đã đưa mình tới quán gà rồi nhé cả nhà ơi. Và gà tươi Tuấn Hà. Rồi mời cả nhà cùng vào quán với mình nhé. Nhìn thấy quán gà tươi ở bên ngoài rất là đẹp cả nhà ơi. Và bãi đậu xe rất là rộng rãi luôn. Vỉa hè rất là rộng rãi để đậu xe nhé cả nhà nhé. Rồi bây giờ theo chân mình đi vào quán nhé. Khung cảnh của quán rất là lịch sự cả nhà, rất là sang trọng. Ok, bây giờ mời cả nhà có từng phòng một để cho các bạn tha hồ mà ngồi ăn uống nè. Bây giờ thì mời cả nhà cùng vào bàn cùng với gia đình nhà mình nhá. Và order xem tất cả xem có những món gì nhá. Ok, món khai vị đầu tiên sẽ đưa ra là ngô rang bơ đúng rồi cả nhà. Và rau ngọn bí xào cả nhà. Trời ơi, rất là ngon nhá. Mình thấy là tươi ngon rồi đấy. Có cánh gà chiên nè. Cánh gà nướng ấy. Cánh gà chiên cả nhà. Cánh gà chiên nhá. Rồi. Đây là xôi. Đó. Thể theo yêu cầu của bác mình đó. Bác mình thì thích ăn xôi gà. Nên là có món xôi nữa nhá cả nhà nhá. Đó, mình cũng làm một cái chiếc cánh gà và một dúm xôi nhá. Rồi. Xôi rất là ngon, mềm. Có khoai tây chiên nữa kìa. Đó. Teng 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 teng. Đây là miến xào đó cả nhà ơi. Nhìn giống như là cái ổ chim ấy nhở. Nhìn rất là đẹp luôn, không nỡ ăn cả nhà. Rồi, đây là nguyên con gà. Người ta sẽ chặt ra làm đôi, làm ba, làm tư gì đó. Đó. Gà chiên đó cả nhà ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thử gắp một miếng miến xào ra mời cả nhà nhé. Đó, miến vàng óng ả, nhìn rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó. Mềm mại, ngon lắm nha. Sau khi mọi người ăn xong món gà chiên rồi đó, thì họ đang bắt đầu mang đồ lẩu ra rồi đấy cả nhà ơi. Và đây là có giá đỗ này, rồi là hoa chuối này, để ăn với lẩu gà đó cả nhà. Đó, bây giờ họ đang mang cái bếp ga ra rồi. Và cái nồi lẩu gà sắp sửa lên bàn. Wow. À, nhìn rất là hấp dẫn nhá. Có chân gà kìa cả nhà ơi. Các bạn có thích gặm chân gà không? Mình cũng rất thích là gặm chân gà đó. Rồi mời cả nhà thưởng thức cùng với gia đình nhà mình nhá. Rồi bữa ăn của mình cũng đã là xong rồi đấy cả nhà ơi. Và còn đáng nhẽ là còn rất là mình quay rất là nhiều, nhưng mà đó, như các bạn biết đó, mình bị mất nhiều cái clip lắm, nên là mình không còn nữa, để không còn dữ liệu để chia sẻ với các bạn. Thì thôi, bây giờ mời cả nhà cùng đi về cùng với mình nhá. Và bây giờ là gia đình nhà mình đã chia tay rồi, nên là bây giờ ra mình và anh xã đi đang trên đường đi về đó cả nhà. Mời cả nhà cùng với vợ chồng mình cùng ngắm khung cảnh Hải Phòng về đêm nhá. Hải Phòng bây giờ cũng rất là đẹp cả nhà ơi. Đó, có rất là nhiều nhà cao tầng kìa. Đó. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé. Và bạn nào là người lần đầu tiên ghé vào kênh video của mình đó, thì mời cả nhà theo chân mình đi những cái video rất là hay và thú vị cả nhà ơi. Mình có rất là nhiều video chia sẻ cuộc hành trình của gia đình nhà mình đi xuyên Việt như thế nào đó. Rồi cảm ơn cả nhà trước nhá. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.